Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phàm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Enternavi do dược phẩm Santech sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Enternavi cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Enternavi có thành phần là Bacillus clausii 2 x 10 mũ 9 CFU. Enternavi được bào chế dưới dạng dung dịch uống. Enternavi mang lại cho người dùng công dụng, bổ sung vi khuẩn có ích hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng do dùng bia rượu, ngộ độc thức ăn, dùng kháng sinh, thuốc dài ngày. Hỗ trợ cải thiện tình trạng đầy hơi khó tiêu, tiêu chảy, táo bón do loạn khuẩn ruột. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn ruột gây chướng bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống. Người dùng nhiều kháng sinh, uống nhiều bia rượu, người bị ngộ độc thức ăn, trẻ em kém ăn, gầy yếu, suy dinh dưỡng. Sản phẩm Entenavi được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Entenavi được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: Người lớn uống 2 đến 3 ống trên ngày. Trẻ em từ 2 tuổi uống 1 đến 2 ống trên ngày. Trẻ dưới 2 tuổi uống 1 ống trên ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Phụ nữ có thai cho con bú 2 đến 3 ống trên ngày, uống cách nhau khoảng 3 đến 4 giờ. Chống chỉ định khi sử dụng Enternavi, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Enternavi, đồng thời biết cách sử dụng Enternavi sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham